Vừa qua tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp IDC tổ chức triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam VinExpo 2021. Triển lãm năm nay có quy mô 200 gian hàng với 5.000 m2 trưng bày, trên 170 doanh nghiệp tham dự với nhiều thương hiệu hàng đầu đại diện cho các nhóm ngành ô tô, thiết bị phụ tùng điện tử công nghệ cao, cơ khí chế tạo, nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu chuỗi cũng tham gia triển lãm. VinExpo 2021 thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 115 NQCP về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam. Triển lãm nhằm mục đích tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư. Bên lề VinExpo 2021 còn diễn ra hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, kết nối chuỗi cung ứng bền vững để doanh nghiệp có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia và nhà quản lý hàng đầu trong các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.